Xin chào tất cả những người bạn yêu bay. Cảm ơn tất cả các bạn đã xem video mới nhất của mình trong buổi trưa ngày hôm nay, ngày 21 tháng 7 năm 2024. Thì video này mình có cái thông tin cũng vô cùng thú vị về đội ngũ Bico Team. Thì Bico Team họ đã đưa một cái dòng thông báo, đưa có cái dòng thông báo trên cái Twitter của họ. Và video này sẽ phân tích có cái dòng thông báo mà Bico Team gửi lên Twitter trong thời gian gần đây nhất. Thì mình sẽ phân tích cái hình ảnh cái dòng thông báo này, nội dung của nó như thế nào và ý nghĩa của nó như thế nào. Chúng ta đi vào đầu tiên là phiên bản tiếng Việt. Hình ảnh bạn đã tải lên là một Twitter, tích từ tài khoản Twitter chính thức của Binetwork, đó là @bicoteam. Dòng tích có nội dung như sau: xin chúc mừng tất cả những người tham gia thử thách B2D Pro Guest to Alpha Network. Điều này đã tạo điều kiện cho những người tiên phong hoàn thành các nhiệm vụ thiết yếu như danh sách kiểm tra mainnet và khám phá hệ sinh thái, cũng như có cái tiện ích của nó. Đọc blog về ứng dụng khai thác bay để tìm hiểu thêm. Sự tham gia của tất cả những người tiên phong và sự tham gia của cộng đồng thông qua thử thách hoặc theo những cách khác là động lực thúc đẩy chúng tôi tiến lên trong hành trình tới mộng mở. Đó là dòng thông báo của đội ngũ Bico Team. Dưới đây là phân tích chi tiết về thông báo này bằng tiếng Anh. Tổng quan. Dòng tích của Binetwork đóng vai trò như một thông báo chính thức và ghi nhận những nỗ lực của thành viên cộng đồng, được gọi là những người tiên phong trong thử thách B2D Project to Alpha Network. Thử thách này dường như là một sáng kiến quan trọng nhằm thúc đẩy mạng hướng tới hiện thực hóa giai đoạn mạng mở của nó. Có yếu tố chính của thông báo như sau: một là ghi nhận và đánh giá cao. Dòng tích bắt đầu bằng lời chúc mừng tới tất cả những người tham gia. Điều này không chỉ ghi nhận nỗ lực tập thể mà còn là củng cố ý thức cộng đồng và thành tích chung. Việc sử dụng thuật ngữ người tiên phong rất có ý nghĩa vì nó biểu thị những người áp dụng sớm và những người tham gia tích cực đang thúc đẩy tiến bộ của dự án. Thứ hai, mô tả thử thách. Thử thách tiến tới mạng mở của B2D được đánh dấu là một hoạt động quan trọng giúp đưa mạng đến gần hơn với mục tiêu của nó. Người tham gia có thể hoàn thành các nhiệm vụ quan trọng như danh sách kiểm tra mainnet. Mainnet là một giao thức blockchain được phát triển hoàn chỉnh, được triển khai và sẵn sàng sử dụng, đánh dấu một cột mốc quan trọng đối với bất kỳ dự án tiền điện tử nào. Thử thách cũng khuyến khích những người tiên phong trong khám phá hệ sinh thái và có cái tiện ích của nó, ở ấy tập trung vào cả khía cạnh công nghệ và thực tiễn của mạng. Ba nhỏ là kêu gọi hành động ở dòng tích hướng tới người đọc đến việc đọc blog trên ứng dụng khai thác bi để tìm hiểu thêm. Blog này thành đã có một bài dịch phân tích cho người blog. Lời kêu gọi hành động này khuyến khích sự tương tác nhiều hơn với nền tảng, ấy rằng có nhiều cập nhật chi tiết hơn và có thể có những hiểu biết phức tạp hơn trên blog của họ. Bốn, sự tham gia của cộng đồng. Phần thứ hai của tích nhấn mạnh tầm quan trọng của sự tham gia và gắn kết của cộng đồng. Nó tuyên bố rằng những nỗ lực tập thể của người tiên phong, cho dù thông qua thử thách hay có hình thức tham gia khác, đều là động lực thúc đẩy mạng lưới tiến lên. Điều này nhằm thúc đẩy sự tham gia liên tục và nêu bật giá trị đóng góp của cộng đồng trong việc đạt được các mục tiêu của mạng lưới. Phân tích chi tiết. Một là xây dựng cộng đồng. Dòng tích thúc đẩy một cách hiệu quả ý thức đoàn kết và thành tích tập thể. Mình cách tôn vinh những đóng góp của những người tiên phong, nó sẽ xây dựng tinh thần và khuyến khích sự tham gia liên tục. Thứ hai, ghi nhận nỗ lực của cá nhân và nhóm, giúp duy trì một cộng đồng trung thành và tích cực. Điều này rất quan trọng cho sự thành công của dự án tập trung như Binetwork. 2. Tiến bộ và có mốc quan trọng. Việc đề cập đến danh sách kiểm tra mainnet nhấn mạnh sự phát triển của mạng lưới tới việc trở thành một chuỗi khấu hoạt động đầy đủ. Nó chỉ ra rằng có cột mốc kỹ thuật quan trọng đang được đáp ứng. Báo cáo tiến độ này là rất cần thiết để duy trì tính minh bạch với cộng đồng và cung cấp thông tin cập nhật về quá trình phát triển của dự án. Và khuyến khích sự tham gia sâu hơn, hướng tới người dùng đến blog để biết thêm thông tin, không chỉ tăng lưu lượng truy cập vào nền tảng của họ mà còn đảm bảo rằng cộng đồng luôn được cập nhật thông tin và tương tác. Nó nghĩ rằng có nhiều chi tiết hơn và có lẽ có những chi tiết kỹ thuật cụ thể có thể có giá trị đối với những người quan tâm đến sự phát triển của mạng. Bóng là truyền thông chiến lược. Ở dòng tích được tạo ra để mang lại cả thông tin và động lực. Nó cung cấp thông tin rõ ràng về những thành tựu gần đây, đồng thời khuyến khích sự tham gia liên tục. Cách tiếp cận này giúp duy trì động lực và khuyến khích cộng đồng tập trung vào tầm nhìn dài hạn của mạng.
năm triển vọng tương lai. Việc nhấn mạnh vào sự tham gia của cộng đồng như một động lực thúc đẩy sự phát triển của mạng cho thấy rằng mạng bay phụ thuộc vào cơ sở người dùng của mình để tiếp tục tăng trưởng và phát triển. Nó gợi về một tương lai mà sự tham gia và đóng góp liên tục sẽ vẫn rất quan trọng, phù hợp với các nguyên tắc của một dự án khi tập trung và nguyên tắc cộng đồng. Và kết luận, dòng tích của B-Network từ đội ngũ Bicoteam là một trong thông báo được xây dựng tốt nhằm mục đích phục vụ nhiều mục đích, tôn vinh những thành tựu gần đây, khuyến khích sự tham gia hơn nữa và duy trì tính minh bạch về tiến trình của mạng bằng cách ghi nhận những nỗ lực của cộng đồng và hướng họ đến các nguồn lực bổ sung. Dòng tích cũng có mối quan hệ giữa dự án và những người củng cố dự án một cách hiệu quả. Giao tiếp chiến lược này rất quan trọng để duy trì động lực, đồng thời cần thiết để đạt được giai đoạn mà mở và đạt được các mục tiêu dài hạn của mạng. Đây là một thông báo mà đội ngũ team họ đã xây dựng rất là kỹ, tuy là ngắn gọn nhưng mà mang nhiều ý nghĩa lâu hơn. Nó đã thể hiện rõ ràng trong một phân tích này. Cảm ơn tất cả mọi người, vì chúng ta sẽ theo dõi cái phiên bản tiếng Anh. Please, whoa. The image you uploaded is a tweet from the Pi Network's official Twitter account at PiCoreTeam. The tweet reads as follows. Congratulations to all participants in the Pi 2-Day Progress to Open Network Challenge, which facilitates pioneers to complete essential tasks like the mainnet checklist and to explore the ecosystem and its utilities. Read the blog on the Pi Mining app to learn more. All pioneers' participation and community engagement through the challenge or in other ways are what propel us forward in our journey to open network. Here is a detailed analysis of this announcement. In English, overview: the Pi Network's tweet serves as an official announcement and acknowledgement of the efforts put forth by its community members. Referred to as pioneers during the Pi 2-Day Progress to Open Network Challenge, this challenge appears to be a critical initiative aimed at advancing the network towards the realization of its open network phase. Key elements of the announcement: 1. Acknowledgement and appreciation. Oh, the tweet starts with a congratulatory note to all participants. This not only recognizes the collective effort but also strengthens a sense of community and shared achievement. Oh, the use of the term pioneers is significant as it denotes the early adopters and active participants who are driving the project's progress. 2. Description of the challenge. Oh, the Pi 2-Day Progress to Open Network Challenge is highlighted as a key activity that has helped move the network closer to its goals. Oh, participants were able to complete critical tasks such as the mainnet checklist. The mainnet is a fully developed blockchain protocol that is deployed and ready for use, indicating a significant milestone for any cryptocurrency project. Oh, the challenge also encourages pioneers to explore the ecosystem and its utilities, suggesting a focus on both the technological and practical aspects of the network. 3. Call to action. Oh, the tweet directs readers to read the blog on the Pi Mining app to learn more. This call to action encourages further engagement with the platform, suggesting that there are more detailed updates and possibly more complex insights available on their blog. 4. Community engagement. Oh, the second part of the tweet highlights the importance of community participation and engagement. It states that the collective efforts of pioneers, whether through the challenge or other forms of involvement, are what drive the network forward. Oh, this serves to motivate continuous participation and highlights the value of community input in achieving the network's goals. Detailed analysis 1. Community building. Oh, the tweet effectively fosters a sense of unity and collective achievement. By celebrating the contributions of the pioneers, it builds morale and encourages ongoing participation. Oh, recognizing individual and group efforts helps in maintaining a loyal and active community, which is crucial for the success of decentralized projects like Pi Network. 2. Progress and milestones. Oh, mentioning the mainnet checklist underscores the network's progression towards becoming a fully operational blockchain. It indicates that significant technical milestones are being met,
Oh, this progress report is essential for maintaining transparency with the community and providing updates on the project's development. 3. Encouragement of further engagement. Oh, directing users to the blog for more information not only increases traffic to their platform, but also ensures that the community stays informed and engaged. Oh, it implies that there are more details and perhaps technical specifics that could be valuable to those interested in the network's development. 4. Strategic communication. Oh, the tweet is crafted to be both informative and motivating. It provides clear information about recent achievements while also encouraging continued involvement. Oh, this approach helps in sustaining momentum and keeping the community focused on the long-term vision of the network. 5. Future outlook. Oh, the emphasis on community engagement as a driving force for the network's progress suggests that the Pi Network is reliant on its user base for continued growth and development. Oh, it hints at a future where ongoing participation and contribution will remain critical, aligning with the principles of decentralized and community-driven projects. Conclusion: The Pi Network's tweet from @PiCoreTeam is a well-constructed announcement that serves multiple purposes, celebrating recent achievements, encouraging further engagement, and maintaining transparency about the network's progress. By reinforcing the community's efforts and directing them to additional resources, the tweet effectively strengthens the bond between the project and its supporters. This strategic communication is vital for sustaining the momentum needed to reach the open network phase and achieve the network's long-term goals. Thank you, Google. Tiếp theo chúng ta sẽ qua phiên bản tiếng Hàn. Play. 업로드한 이미지는 P네트워크의 공식 트위터 계정 골뱅이 PICORETEAM 위 트윗입니다. 트윗 내용은 다음과 같습니다. PIEDAY 프로그레스 투 오픈 네트워크 챌린지에 참가한 모든 참가자에게 축하를 전합니다. PIEDAY는 개척자가 메인넷 체크리스트와 같은 필수 작업을 완료하고 생태계와 그 유틸리티를 탐색할 수 있도록 돕습니다. 자세한 내용은 P마이닝 앱의 블로그를 읽어보세요. 도전이나 다른 방식을 통한 모든 개척자의 참여와 커뮤니티 참여는 우리가 오픈 네트워크를 향한 여정에서 앞으로 나아갈 수 있는 원동력입니다. 이번 발표에 대한 자세한 영어 분석은 다음과 같습니다. 개요 P네트워크 위 트윗은 PIEDAY 프로그레스 투 오픈 네트워크 챌린지 기간 동안 파이오니어스라고 불리는 커뮤니티 구성원이 기울인 노력에 대한 공식 발표 및 인정의 역할을 합니다. 이 과제는 개방형 네트워크 단계 실현을 향해 네트워크를 발전시키는 것을 목표로 하는 중요한 이니셔티브로 보입니다. 발표의 핵심 요소 2. 인정과 감사. 오트윗은 모든 참가자에게 보내는 축하 메시지로 시작됩니다. 이는 집단적 노력을 인정할 뿐만 아니라 공동체 의식과 공동 성취감을 강화합니다. 워우, 개척자 라는 용어의 사용은 프로젝트 진행을 주도하는 얼리 어답터 및 적극적인 참여자를 의미한다는 점에서 의미가 있습니다. 2. 챌린지 설명. 워우, 개방형 네트워크를 향한 PIEDAY 진행 챌린지는 네트워크를 목표에 더 가깝게 만드는 데 도움이 된 핵심 활동으로 강조됩니다. 5. 참가자들은 메인넷 체크리스트와 같은 중요한 작업을 완료할 수 있었습니다. 메인넷은 배포되어 사용할 준비가 되어 있는 완전히 개발된 블록체인 프로토콜로 모든 암호화폐 프로젝트에 있어 중요한 이정표를 나타냅니다. 5. 이 챌린지는 또한 개척자들이 생태계와 그 유틸리티를 탐구하도록 장려하여 네트워크의 기술적 측면과 실제적 측면 모두에 초점을 맞출 것을 제안합니다. 3. 행동 촉구. 오이 트윗은 독자들에게
자세한 내용을 알아보려면 비마이닝 앱의 블로그를 읽어보세요 라고 지시합니다. 이러한 요청은 플랫폼에 대한 추가 참여를 장려하여 블로그에서 더 자세한 업데이트와 더 복잡한 통찰력을 얻을 수 있음을 시사합니다. 4. 지역사회 참여. 오트윗의 두 번째 부분은 커뮤니티 참여와 참여의 중요성을 강조합니다. 도전이나 다른 형태의 참여를 통해 개척자들의 공동 노력이 네트워크를 발전시키는 원동력이라고 명시되어 있습니다. 5위는 지속적인 참여를 장려하고 네트워크 목표 달성에 있어 커뮤니티 참여의 가치를 강조하는 역할을 합니다. 상세한 분석이 커뮤니티 구축. 오트윗은 통일감과 집단적 성취감을 효과적으로 조성합니다. 개척자들의 공헌을 축하함으로써 사기를 높이고 지속적인 참여를 장려합니다. 5. 개인 및 그룹의 노력을 인식하는 것은 충성스럽고 활동적인 커뮤니티를 유지하는 데 도움이 되며 이는 P네트워크와 같은 분산형 프로젝트의 성공에 매우 중요합니다. 2. 진행 상황 및 이정표. 5. 메인넷 체크리스트를 언급하는 것은 완전히 작동하는 블록체인이 되기 위한 네트워크의 발전을 강조합니다. 이는 중요한 기술적 이정표가 충족되고 있음을 나타냅니다. 5.2 진행 보고서는 지역사회와의 투명성을 유지하고 프로젝트 개발에 대한 업데이트를 제공하는 데 필수적입니다. 3. 추가 참여 장려. 오더 많은 정보를 얻기 위해 사용자를 블로그로 안내하면 플랫폼에 대한 트래픽이 증가할 뿐만 아니라 커뮤니티가 계속해서 정보를 얻고 참여하게 됩니다. 5위는 네트워크 개발에 관심이 있는 사람들에게 가치가 있을 수 있는 더 많은 세부사항과 기술적 세부사항이 있음을 의미합니다. 4. 전략적 커뮤니케이션. 오트윗은 유익하고 동기를 부여하도록 제작되었습니다. 이는 최근 성과에 대한 명확한 정보를 제공하는 동시에 지속적인 참여를 장려합니다. 5.2 접근 방식은 추진력을 유지하고 커뮤니티가 네트워크의 장기적인 비전에 집중하도록 하는 데 도움이 됩니다. 5. 향후 전망. 5. 네트워크 발전의 원동력으로서 커뮤니티 참여를 강조하는 것은 P네트워크가 지속적인 성장과 발전을 위해 사용자 기반에 의존하고 있음을 시사합니다. 5위는 분산형 및 커뮤니티 중심 프로젝트의 원칙에 맞춰 지속적인 참여와 기여가 여전히 중요할 미래를 암시합니다. 결론 골뱅이 PICORETAM 위 P네트워크 트윗은 최근 성과를 축하하고 추가 참여를 장려하며 네트워크 진행 상황에 대한 투명성을 유지하는 등 다양한 목적을 제공하는 잘 구성된 발표입니다. 커뮤니티의 노력을 강화하고 추가 리소스를 제공함으로써 트윗은 프로젝트와 지지자 간의 유대감을 효과적으로 강화합니다. 이러한 전략적 의사소통은 개방형 네트워크 단계에 도달하고 네트워크의 장기 목표를 달성하는 데 필요한 추진력을 유지하는 데 필수적입니다. That's the end of the video. I hope everyone can help me by liking the video, commenting on the video, and subscribe to my channel. Benedict Nghiệp Đạt. Wish everyone a good evening. Hello, and see you again in a new video about Benedict. Thank you very much. Bye.